5 cách để có thể chinh phục được người phụ nữ lớn tuổi, khiến nàng không có lối thoát. Các bạn thân mến, vốn dĩ tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, mà thứ quan trọng nhất trong tình yêu vẫn là cảm xúc. Do vậy, nếu như vô tình bạn phải lòng một người phụ nữ lớn tuổi thì cũng không có gì là khó hiểu. Tuy nhiên, để có thể chinh phục được trái tim của người phụ nữ lớn tuổi, khó hay dễ cũng bởi chính sự chân thành và quyết tâm ở phía bạn. Nếu như bạn vẫn chưa biết cách có thể chinh phục được người phụ nữ lớn tuổi, thì hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video ngày hôm nay có tựa đề 5 bí quyết để có thể cưa cẩm đổ được một người phụ nữ lớn tuổi hiệu quả 100%, khiến cho nàng không có lối thoát. Nhiều người đàn ông cho rằng việc theo đuổi và yêu đương với một người phụ nữ lớn tuổi luôn là một phần thưởng hấp dẫn mà đa số người đàn ông đều muốn có được. Những lợi ích có thể nói qua về việc qua lại với một máy bay bà già có lẽ phần nào sẽ giúp chúng ta hiểu được vì sao mà người phụ nữ lớn tuổi lại có sức hấp dẫn như vậy. Phụ nữ lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm và mang đến cho người đàn ông nhiều cảm giác thăng hoa hơn trong chốn phòng the. Hay là người phụ nữ lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, chị em trưởng thành hơn về mặt cảm xúc và khiến cho người đàn ông cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên cạnh. Người phụ nữ lớn tuổi lên giường với đàn ông không hẳn là vì túi tiền của bạn nông hay sâu. Họ lên giường chỉ bởi đơn giản họ thích như vậy thôi. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với 5 bí kíp có thể nói là cốt lõi để mang đến sự thành công cho bạn. Đầu tiên là hãy chứng tỏ rằng bạn là một người trưởng thành và quyết đoán. Một trong những cách chinh phục phụ nữ lớn tuổi thành công đó là bạn hãy chứng tỏ và thể hiện rằng mình là người trưởng thành, tự tin và quyết đoán. Vì sao lại như vậy? Chính bởi vì khi mà bạn đang có ý định tán tỉnh thì cô ấy sẽ để ý từ lời ăn, tiếng nói, cách đi đứng cho đến việc thể hiện thái độ của bạn. Và nếu như để cô ấy thấy được rằng bạn có vẻ như còn quá trẻ con, chưa trưởng thành thì rất khó để có thể tán đổ người phụ nữ này nhé. Vì thế hãy nhớ rằng những ngày đầu tiên gặp gỡ hay nhắn tin trò chuyện, hãy luôn là người dẫn dắt và làm chủ mối quan hệ. Chủ động bày tỏ quan điểm của mình trong câu chuyện mà hai người đang nói đến. Hãy là người chủ động tìm địa điểm hẹn hò, chủ động nhắn tin, gọi điện cho cô ấy. Đây là một trong những điều quan trọng để người phụ nữ này nhận ra rằng dù bạn ít tuổi nhưng đầy bản lĩnh và quyết đoán. Ngoài ra cũng nên nhớ là ăn mặc chỉn chu, già dặn hơn một chút để trông bạn là một người đàn ông trưởng thành và lịch lãm. Như thế thì sẽ tạo được ấn tượng tốt cho cô ấy, khiến cho cô ấy nghĩ rằng bạn đang thực sự nghiêm túc trong mối quan hệ này. Một vài các yếu tố nho nhỏ có thể giúp bạn chinh phục được người phụ nữ lớn tuổi bằng sự trưởng thành. Ngoài việc ăn mặc chỉn chu như tôi vừa nói, phụ nữ lớn tuổi họ không bao giờ thích một người đàn ông ăn mặc luộm thuộm, đầu bù tóc rối xuất hiện bên cạnh họ đâu. Họ không muốn mình kém giá trị đi khi mà xuất hiện cùng với những người đàn ông này, bởi vì vốn dĩ về bề ngoài của họ đã không khiến cho họ tự tin một chút nào về nhan sắc khi có tuổi rồi. Lại gặp phải một người đàn ông cũng luộm thuộm, nhan sắc cũng tầm thường nữa thì tất nhiên là họ sẽ càng chán hơn. Tương tự như việc cách ăn mặc thì cách giao tiếp, chững chạc, đặc biệt là bằng mắt sẽ giúp cho bạn khác biệt với những người đàn ông khác. Và điều cụ thể nhất ở đây đó chính là hãy nhìn thẳng vào mắt cô ấy khi nói chuyện. Những người mà không dám nhìn thẳng vào mắt người khác nó sẽ thể hiện sự thiếu tự tin và nhút nhát trong giao tiếp. 10 người phụ nữ thì đến 9 người phụ nữ sẽ nhìn thẳng vào mắt đàn ông khi nói chuyện. Chính vì vậy giao tiếp bằng mắt là một điều thể hiện bạn trưởng thành khá đơn giản. Bí kíp thứ hai giúp bạn sẽ cưa đổ được người phụ nữ lớn tuổi đó chính là hãy hạ quan tâm đến cô ấy nhiều gấp đôi hơn bình thường. Đừng bao giờ nghĩ rằng phụ nữ lớn tuổi thì không thích sự lãng mạn hay là quan tâm. Đối với phụ nữ thì dù ở lứa tuổi nào và ai ai cũng muốn được yêu thương và chăm sóc từ phía người đàn ông khác, kể cả là những người phụ nữ lớn tuổi nhé. Tâm lý của những cô nàng lớn tuổi khi yêu một chàng phi công trẻ sẽ là sợ mình không được chiều chuộng, sợ mình lúc nào cũng cứ phải đóng vai chị. Chính vì vậy mà cách chinh phục phụ nữ lớn tuổi hiệu quả đó là hãy quan tâm cô ấy gấp đôi bình thường. Hãy cho cô ấy được trẻ hóa lại cảm xúc. Hãy chú ý quan sát đến cảm xúc nhiều hơn, quan tâm đến cách cô ấy sinh hoạt hàng ngày. Từ đó tạo cho cô ấy những bất ngờ để cô ấy thấy được rằng bạn đang quan tâm đến từng những chi tiết nhỏ nhất liên quan đến người phụ nữ này. Ngoài ra thì hãy thường xuyên hỏi han đến sở thích, đến hoạt động hay là những mối quan hệ của cô ấy. Đây không phải có ý thăm dò hay là điều tra, mà đây chính là sự quan tâm sâu sắc của bạn với cô nàng. Chắc chắn cô ấy sẽ suy nghĩ về bạn nhiều hơn. Trái tim sẽ rung động vì đang có một chàng trai luôn hỏi han, quan tâm đến mình về mọi mặt, kể cả là những điều nhỏ nhặt nhất. Bất cứ một người phụ nữ nào, dù lớn tuổi, thì cũng đều thích được quan tâm.
và người phụ nữ tuổi trung niên thì lại càng thích quan tâm gấp bội. Hãy nhớ điều này nhé. Bí kíp thứ 3 giúp bạn cưa cầm một cô nàng lớn tuổi trưởng thành thành công, và chính là hãy luôn tôn trọng cô ấy và cần có sự tinh tế một chút. Hãy nhớ rằng bạn đang chinh phục một cô nàng lớn tuổi hơn mình. Vì thế một trong những điều bạn cần chú ý đó là hãy luôn tôn trọng người phụ nữ này. Tôn trọng ở đây đó là bạn hãy tôn trọng mọi việc như là quan điểm sống, sở thích, cá tính của cô ấy. Hãy lắng nghe những câu chuyện mà cô ấy chia sẻ nhiều hơn. Hãy cùng cô ấy trao đổi những vấn đề mà cô ấy đang quan tâm. Bạn vẫn có thể tự do tranh luận, nhưng mà nhớ là luôn tôn trọng quan điểm cá nhân của cô ấy. Ngoài ra thì khi yêu một người phụ nữ lớn tuổi cũng rất cần có sự tinh tế. Tinh tế ở đây đó chính là hãy tinh tế trong trường hợp cô ấy bị những người xung quanh nhòm ngó, lời ra tiếng vào, xì xào vì khi đang yêu một chàng phi công trẻ. Chính lúc này bạn cần có đủ sự tinh tế, đủ sự tự tin và trưởng thành để có thể đưa cô nàng vượt qua được khỏi mặc cảm hay là tự ti khi mà chấp nhận cho một chàng phi công trẻ như bạn được tiến tới mối quan hệ một cách nghiêm túc, đúng không nào? Điều thứ tư vô cùng quan trọng trong bí kíp có thể tán đổ được một cô nàng lớn tuổi đó chính là hãy thể hiện bạn là một người vui vẻ và thú vị. Hãy nhớ nhé, vui vẻ và thú vị. Một người đàn bà đã lớn tuổi, theo các bạn họ thích nhất là cái gì? Tiền có còn phải là quan trọng nữa hay không? Hay là chính sự trẻ hóa lại tâm hồn mới là điều quan trọng? Và thứ gì trẻ hóa nhanh nhất? Chính là những sự vui vẻ và thú vị đến từ một người đàn ông trẻ tuổi. Bởi vì những người phụ nữ lớn tuổi, họ không thể nào có được những yếu tố như là sự vui vẻ, sự thú vị từ những người bạn già của mình. Trên thực tế, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa đàn ông trẻ tuổi và đàn ông có tuổi. Bạn có biết vì sao không? Bởi vì phụ nữ lớn tuổi họ yêu trai trẻ để thỏa mãn sự vui vẻ, thỏa mãn sự thú vị và thỏa mãn cả những vấn đề liên quan đến chuyện thầm kín nữa. Khi mà họ bên cạnh một người đàn ông lớn tuổi vì tiền, vì danh vọng và vì gia đình, thì ngược lại, thứ họ tìm kiếm ở những người trẻ tuổi vẫn là sự trẻ trung và thú vị. Chẳng có phụ nữ lớn tuổi nào tìm đến đàn ông trẻ vì tiền bạc cả. Trên thực tế là họ biết thừa thu nhập của bạn sẽ rơi vào khoảng nào. Chính vì vậy, họ có kinh nghiệm trong việc này rồi, nên là họ tìm đến bạn. Nên nhớ điểm mạnh của bạn là ở đâu. Họ tìm đến bạn cũng chính là vì vui vẻ, vì những thú vị mà bạn mang lại. Hay nói trắng ra là có thể vì những giây phút thăng hoa dừng chiếu. Thế nên hãy thể hiện cho họ thấy rằng bạn là người có khả năng cung cấp những điều trên. Nhiệm vụ của bạn như tôi đã nói, trẻ hóa lại họ, khiến cho họ cảm thấy như đang sống ở thời điểm cách đây 10 đến 15 năm vậy. Chìa khóa thành công trong việc chinh phục người phụ nữ lớn tuổi, đó chính là hãy mang đến cho họ những gì mới lạ, những thứ khác biệt, những thứ mà họ ít, thậm chí là không thể trải nghiệm được với những người đàn ông lớn tuổi khác. Một người phụ nữ lớn tuổi, họ sẽ rất khoái chí khi mà được trai trẻ khen họ đẹp và hấp dẫn chẳng hạn. Đó là bởi vì họ không thường xuyên được nghe những câu nói này khi mà tuổi tác của họ đang tăng dần. Và một điều đương nhiên thôi, càng có tuổi thì những câu nói như vậy càng ít xuất hiện trong cuộc đời họ. Phụ nữ vốn dĩ khác biệt rất nhiều với đàn ông. Đàn ông càng có tuổi, càng có nhiều trải nghiệm, càng địa vị, càng tiền bạc thì càng hấp dẫn. Trong khi đó với phụ nữ, càng có tuổi thì lại càng kém hấp dẫn. Chính vì vậy, một lần nữa tôi muốn khẳng định với các bạn rằng hãy thể hiện bản thân mình vui vẻ, thú vị, trẻ trung và mới lạ là bí kíp sống còn để có thể giúp bạn chinh phục được người phụ nữ lớn tuổi. Và điều cuối cùng, tôi mong muốn tất cả các bạn hãy luôn là chính mình, hãy luôn là một người đàn ông bản chất như các bạn đã có khi mà chinh phục người phụ nữ lớn tuổi. Đây là một cách nói thì có vẻ rất dễ nhưng là lại cũng vô cùng đơn giản để đưa đến thành công. Đừng lo lắng hay là giấu giếm tuổi thật của mình khi mà tiếp cận với người phụ nữ này. Hãy cứ mạnh dạn thể hiện bản thân mình, bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất của chính mình và những quan điểm rõ ràng rằng khi mà mình tiến đến cô đấy vì cái gì. Điều này khiến cho người phụ nữ sẽ đánh giá cao sự chân thành của bạn đấy. Đây là một trong những điểm cộng rất lớn để bạn lấy lòng và chinh phục thành công cô ấy. Bởi vì như tôi đã nói ở trên, người phụ nữ ở lứa tuổi này họ có thừa kinh nghiệm để có thể biết được bạn tiếp cận họ vì lý do gì, bạn đang mong muốn đến với họ để thỏa mãn những điều gì. Họ biết đấy, cho nên nếu như bạn chân thành thì cũng sẽ là một trong những điểm cộng rất lớn. Tuy nhiên chân thành phải dựa trên những yếu tố đôi khi là ngọt ngào, đôi khi nó có thể hoa mỹ một chút, nhưng quan trọng nhất là phải vừa tai của các chị em phụ nữ lứa tuổi này nữa cơ.
Tôi hy vọng rằng bạn đủ tinh tế để có thể nhận biết được điều đó. Các bạn thân mến, vừa rồi là 5 bí kíp nhỏ nhỏ giúp các bạn có thể cưa thành công được người phụ nữ lớn tuổi. Hãy nhanh chóng áp dụng những biện pháp phù hợp nhất với bản thân mình để có thể tiến tới với người phụ nữ mà bạn đang hằng mơ ước nhé. Nhưng tôi lưu ý một điều rằng, dù trong hoàn cảnh nào và áp dụng phương pháp nào, thì việc có thể xem xét được tình hình, khi nào muốn lui, khi nào cần tiến cũng là một điều rất quan trọng. Nên nhớ rằng về cơ bản thì phụ nữ lớn tuổi họ thể hiện ra bên ngoài những tín hiệu khá là pha trộn. Họ thường nói không nhưng thực chất là có hoặc là ngược lại. Họ lớn tuổi nhưng mà vẫn kèm theo bản chất của phụ nữ. Đó là việc họ không muốn thể hiện cho người đàn ông thấy rằng mình là một người quá dễ dãi. Thế nên đọc được ngôn ngữ cơ thể của người phụ nữ có thể sẽ giúp bạn biết được lúc nào cần tiến, lúc nào cần lùi, cho dù cô ta có đang nói thứ gì đi chăng nữa. Chẳng hạn như khi bạn cần người nói chuyện, cô ta nói không nhưng mà vẫn cứ trả lời tin nhắn thì có nghĩa rằng bạn hãy cứ tiếp tục đi. Hoặc là giả dụ như là đang nói chuyện, bạn bắt đầu ôm hôn người phụ nữ này. Cô ấy nói rằng việc này là không nên, nhưng không chống cự hay là không bỏ đi, không vùng vằng quá mãnh liệt thì hãy cứ tiếp tục. Đấy là một vài những bí kíp nhỏ nhỏ mà tôi nghĩ rằng sẽ rất hữu ích đối với bạn, thêm vào cùng với 5 yếu tố cơ bản ở trên. Chúc cho tất cả các bạn sẽ sớm chinh phục được người phụ nữ đang trong tầm ngắm của mình và sớm giành được trái tim của nàng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn có kinh nghiệm tình trường gì hay là có bí kíp gì trịch chiến thực tế muốn gửi đến các bạn đọc khác hay không? Đừng quên bình luận hay chia sẻ ở dưới bình luận của video này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.